Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Soulette phiên bản Deluxe, phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất của cái dòng xe Kia Soulette, phiên bản mà tại thời điểm này đang là sản xuất lắp ráp trong nước, tức là đang được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ, và đâu đó còn khoảng tầm 20 ngày nữa thôi là kết thúc ưu đãi giảm lệ phí trước bạ rồi. Bản Deluxe này giảm lệ phí trước bạ, ví dụ ở Hà Nội là chúng ta cũng đang tiết kiệm được số tiền lên tới 32 triệu đồng đấy quý vị các bạn ạ. Và hiện tại thì nó đang có mức giá niêm yết đề xuất là 539 triệu đồng. Đại lý đang có chính sách giảm chung là còn 530 triệu. Và tại đại lý của mình lại còn linh động giảm thêm nữa sau khi trừ đi. Mình có nhẩm qua lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 555 triệu, ở Hà Nội là 580 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 575 triệu đồng. Ở tỉnh là 555, ở Hà Nội là 580, và thành phố Hồ Chí Minh là 575 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Và nếu như mà lấy trả góp Soulette Deluxe này thì đâu đó ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 136 triệu, ở Hà Nội là 161 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 156 triệu đồng. Ở tỉnh là 136, ở Hà Nội là 161, và thành phố Hồ Chí Minh là 156 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Thích về gầm cao Kia Soulette rồi, đòi hỏi phiên bản tầm tiền dễ mua nhất thì phiên bản Deluxe trước mắt quý các bạn đây là một sự tham khảo không thể bỏ qua tại thời điểm giảm thuế này. Vậy thì nhân tiện video này, mình xin phép là giới thiệu nhanh qua những option, những trang bị, những an toàn, tiện ích, tiện nghi của phiên bản này dành đến anh chị lần đầu tìm hiểu để xem xét rằng lựa chọn bản Deluxe tại thời điểm này có ok hay không nhá. Phần mặt ca lăng của nó thì vẫn là những cái chi tiết nổi khối được sơn nhựa màu đen sần anh chị ạ. Và nó theo cái dạng hình mũi hổ rất đặc trưng của những cái dòng xe Kia. Công nghệ đèn của bản Deluxe này thì đèn pha cốt của nó là dạng halogen anh chị nhá. Và có cái giải LED định vị ban ngày. Đấy, nó chạy bao viền xung quanh đèn anh chị ạ. Nhìn cũng rất là thể thao. Ở bên dưới này thì là cái thanh cản trước của nó là nhựa sơn màu bạc bóng anh chị nhá. Nhựa sơn bạc bóng. Đèn halogen và cũng có tính năng auto tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng rồi anh chị ạ. Đó là về phần đầu xe. Thế còn sang cái phần sườn xe của cái phiên bản Deluxe này thì sao? Chúng ta sẽ để ý ngay thấy cái đặc điểm thay đổi, đó là cái la răng. Cái la răng của nó bây giờ nhìn khỏe hơn. Kích thước la răng của nó là 16 inch, phanh trước là đĩa, phanh sau là tang trống với cái phiên bản Deluxe này. Và cái phiên bản này thì nó sử dụng, chiếc xe này nó sử dụng lốp là đan lốp, có ABS, có cân bằng điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc rồi nhé. ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc là những cái tính năng an toàn cũng rất là cơ bản. Gương chiếu hậu của nó thì là được sơn cùng màu với cả thân xe. Sơn cái gương của nó là gương gập điện chỉnh điện có tích hợp xi nhan trên gương anh chị nhá. Gương gập điện chỉnh điện và có tích hợp xi nhan trên gương rồi. Và cái điểm lưu ý nữa đó là nên cái bản form mới này chúng ta sẽ có cái tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe và có tích hợp luôn cả cái mở chìa khóa thông minh smart key. Chúng ta không cắm chìa khóa nữa mà chúng ta sử dụng chìa smart key rồi anh chị ạ. Đóng mở khóa cửa thông qua cái nút bấm mới là ok. Ở bên trên này cũng có cái thanh giá nóc nha anh chị nhé. Chúng ta nhìn qua nhìn xa là chúng ta có thể nhận diện được. Cái kiểu form mới này thì nhìn nó thiết kế lại thay đổi về cái phần đèn và cái phần la răng thôi thì nhìn nó khỏe hơn so với cả cái form mẫu cũ anh chị ạ. Nó nhiều những cái đường nét góc cạnh hơn đấy, nhìn nó khỏe xe hơn. Đây, cái đèn hậu phía sau cũng là dạng LED anh chị nhé. Khi mà chúng ta đi ban tối thì thực sự là cái chiếc xe này cũng nhìn cũng rất là thể thao và dễ nhận diện anh chị ạ. Đây, cái giải LED nó sẽ sáng như thế này. Logo của Kia này. Rồi ngoài ra thì phiên bản này được trang bị là hai cảm biến lùi kết hợp với cả một camera lùi anh chị nhé. Bản tầm tiền dễ tiệm cận nhất, bản thấp tiền nhất thôi nhưng cũng có cảm biến có cam lùi rồi. Ở bên dưới này, ở bên trong này chúng ta sẽ có cái không gian cốp. Không gian cốp của một cái chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi cỡ A thì nó ở mức vừa dùng thôi quý các bạn ạ. Rộng rãi thì đương nhiên là không thể rồi. Ở đây chúng ta cũng có trang bị cái miếng lót cốp được tặng sẵn từ nhà máy anh chị nhé. Không gian cốp chúng ta để khéo léo thì chúng ta có thể để được cũng khá là ok đấy. Thực ra có mấy khi lúc nào cũng full cốp đâu. Thường là những khách hàng mà mua những cái chiếc xe này là thường đi lại cơ bản, đi linh hoạt trong phố thôi, đúng không ạ? Đấy. Bên trên này anten của nó cũng là dạng vây cá mập rồi, đúng không ạ? Tiếp theo nữa sẽ vào không gian nội thất bên trong của cái phiên bản Deluxe theo cái form mới nhất này thì nó sẽ là hoàn toàn là màu đen quý chị các bạn nhé. Ghế da màu đen, táp lô đen, vô lăng cũng màu đen. Ghế da của nó thì những cái chi tiết nổi khối nên nhìn nó có tạo cái sự thể thao hơn anh chị ạ.
Sonet theo cái mẫu form bản facelift này thì ghế của nó thì cả bản tiêu chuẩn, bản deluxe này và bản luxury nó đều là chỉnh cơ. Phải nên cái phiên bản premium ấy thì ghế lái mới là chỉnh điện anh chị ạ. Đấy, ghế lái chỉnh cơ cái này mình nghĩ là cũng không vấn đề lắm. Ghế này này, ghế bọc da này, những cái đường khâu mũi chỉ rất chi tiết và tỉ mỉ, có những cái đường những cái chi tiết nổi khối nhìn rất là khỏe đúng không ạ? Ngồi cũng khá là ôm lưng với cái chiếc xe này. Cái vô lăng của nó đây, vô lăng là chất liệu urethane quý chị các bạn nhé. Có điều chuyển âm lượng, có điều chuyển kênh rồi. Bản này thì được trang bị là hai túi khí. Lên cái phiên bản premium ấy thì chúng ta mới được trang bị tới 6, thì bản này là hai thôi, có túi khí người lái và túi khí ghế phụ anh chị ạ. Đấy, đèn pha cốt của nó là có tính năng auto tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng rồi anh chị nhé. Đấy, cũng khá là ok. Đây nó là cửa gió điều hòa vị trí người lái này, đúng không ạ? Những cái viền này là nhựa sơn màu đen đấy quý vị các bạn ạ. Nó tạo ra cái sự tỉ mỉ cho cái chi tiết này. Nút tắt bật hệ thống chống trơn trượt quý vị các bạn ạ. Đấy, tiếp theo nữa chúng ta sẽ vào khu vực trung tâm của xe. Thì chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí ở đây. Màn hình giải trí 8 inch quý vị các bạn nhé. Cũng to bản, dễ dùng, dễ thao tác. Có radio, có bluetooth, có map luôn nhé. Chúng ta có thể kết nối Apple CarPlay được. Đấy. Hệ thống điều hòa của nó thì bên dưới này có hai cửa gió điều hòa trung tâm này. Đấy, theo cái dạng nhìn cũng rất là thể thao và điều hòa chỉnh cơ anh chị nhé. Điều hòa chỉnh cơ và có cả công tắc AC, công tắc điều hòa này, rồi là nút lấy gió bên trong hoặc là lấy gió bên ngoài này, đúng không ạ? Cổng USB này, cổng sạc 12V và một cái cổng sạc Type-C anh chị nhé. Đủ các loại cổng luôn, có cả cổng sạc Type-C. Bây giờ thường là các điện thoại mới nhất thì sử dụng cổng sạc Type-C. Hộp số tự động và vô cấp CVT với chiếc xe này, máy 1.5 hộp số CVT cũng khá là lành và cũng rất, mình nghĩ là với cái dùng hộp CVT thì nó cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu đấy quý vị các bạn ạ. Phanh tay cơ. Đấy, cơ bản là cái kiểu dáng thiết kế của Kia thì mình nghĩ là nó cũng khá là hài hòa, đặc biệt là với cái chiếc xe mà ở gầm cao 5 chỗ ngồi phân khúc cỡ A. Ở đây chúng ta sẽ có những cái lẫy mở cửa này, đúng không ạ? Nút khóa gương này, lên xuống kính này, rồi là đóng mở khóa cửa này, cụp gương điện này. Bản tiêu chuẩn, bản thấp tiền nhất nhưng mà cũng có cụp gương điện rồi quý vị các bạn ạ. Rồi là điều chỉnh mặt gương. Đấy, cái này thì nó rất là cơ bản rồi. Điều chỉnh gương trái hoặc gương phải tùy. Chúng ta làm sao cứ để cái tầm nhìn chúng ta quan sát ra đằng sau nó ok nhất là được. Tiếp theo nữa là ở hàng ghế thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai của nó đây, chúng ta nhìn này, cái độ ngả lưng ở mức vừa phải đúng không ạ? Cỡ A gầm cao thì đổi phải rộng thì không thể rồi quý vị các bạn ạ. Nhưng mình nghĩ cái thiết kế này nó cũng ở mức vừa dùng, đi lại mọi cái thì nó ở mức chúng ta có thể đi lại linh hoạt nhé, kể cả trong những cung đường đô thị anh chị ạ. Mẫu xe này di chuyển rất là dễ, có cái cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai luôn, có hai cái cổng sạc Type-C cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai luôn anh chị ạ. Đấy, cái miếng lót cốp nhựa theo xe thì vẫn được tặng rồi, có dán kính cũng được tặng rồi anh chị ạ. Cái la răng của cái bánh đằng sau đây quý chị các bạn ạ, nhé, nhìn la răng kiểu mới này nhìn nó cũng khỏe đấy. Vậy là trên đó mình đã cập nhật giới thiệu về mức giá bán khuyến mại lăn bánh trả thẳng trả góp của Solet Deluxe tại thời điểm đâu đó 1/3 của tháng 11 đã trôi qua rồi. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm, chúng ta muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế về chiếc xe này, hãy cứ gọi giúp mình theo các số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thế còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.